trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tỉnh Hưng Yên, mảnh đất thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến, với địa thế chiến lược, cửa ngõ Tây Nam của thủ đô Hà Nội và kinh thành Thăng Long xưa, nhiều lần là chiến tuyến giữa quân ta với giặc ngoại xâm. Đặc biệt trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, vùng đất Hưng Yên đã trở thành hậu cứ quan trọng của Vương Triều Trần. Trong đó, có những địa danh đã đi vào lịch sử, ghi dấu chiến thắng hào hùng của quân và dân nhà Trần trước giặc Nguyên Mông. Đó chính là cửa Hàm Tử, thuộc xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Cùng với bến Trương Dương, cửa Hàm Tử là nơi diễn ra trận quyết chiến, chiến lược giữa quân dân nhà Trần với giặc Nguyên Mông vào cuối tháng 5 năm Ất Dậu 1285. Chiến thắng Hàm Tử Quan là một trong những chiến công nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông trong lịch sử Việt Nam, được Thượng tướng quân Trần Quang Khải khẳng định đầy tự hào trong bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư Bất Hủ. Đoạt sóc Trương Dương Đổ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình tu chiến lực, vạn cổ thử giang san. Dịch thơ là: Trương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Theo sử cũ ghi chép, Hàm Tử là vùng đất cổ, được hình thành từ rất sớm trong lịch sử. Thuở ban đầu, Hàm Tử chỉ là những bãi lau sậy, gò đống nổi lên giữa một vùng ngập nước do phù sa của sông Hồng bồi đắp. Những người Việt cổ đầu tiên đến đất Hàm Tử tụ cư, sinh nhai chủ yếu bằng nghề đánh bắt và khai hoang, căn cứ vào thần phả ở các đền đình cùng với các huyền tích, huyền sử về Chử Đồng Tử Tiên Dung ở vùng Khoái Châu đã chứng minh con người đến cư trú trên vùng đất này từ thời các vua hùng dựng nước. Nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long, cách biển không xa, nên Khoái Châu nói chung, Hàm Tử nói riêng giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự. Xưa kia, thủy quân giặc thường từ biển Đông vào cửa Ba Lạt, theo sông Hồng đánh chiếm xuống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thế kỷ thứ 6, trong cuộc kháng chiến chống quân Lương, Triệu Quang Phục dẫn quân về vùng đất Khoái Châu, chiêu mộ nhân dân các nơi về đây khai hoang lập nghiệp, tính kế đánh lâu dài. Trải qua quá trình chinh phục thiên nhiên, cư dân định cư ở Hàm Tử ngày một đông đúc. Vào thế kỷ 13 thời Trần, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, Hàm Tử là một địa bàn chiến lược rất quan trọng, nơi mà quân xâm lược Nguyên Mông lấy làm địa bàn xây dựng đồn trại đóng quân để phòng ngự, đề phòng sự phản công của quân Đại Việt. Sông Hồng lúc đó là làm cái dải sông rất quan trọng, mà quân ta thì thường là tiến theo cái mạch sông, dựa vào sông mà tiến. Còn quân Nguyên cũng thế, quân Nguyên cũng tiến theo mặt sông và nó chốt chặn ở Hàm Tử, ở Dương Dương. Chính cái Hàm Tử Dương Dương đấy là nó có ý nghĩa rất quan trọng để mà chặn đứng quân ta không cho quân Đại Việt vào Thăng Long. Và chính Trần Duật đã chỉ huy đào quân đánh thẳng vào Hàm Tử. Ngay từ năm 1282 thì nhà Nguyên đã cử đại tướng Toa Đô theo đường biển đem mấy vạn quân đánh Chiêm Thành, tức là phía nam của nước Đại Việt lúc bấy giờ. Và sau đấy ấy, thì Thoát Hoan chỉ huy 50 vạn quân từ phía bắc đánh xuống. Và đại quân của Toa Đô sau khi thất bại ở Chiêm Thành thì từ phía nam đánh ra, tạo nên một cái hai cái gọng kìm để mà tấn công nước Đại Việt. Có thể nói là tình thế rất là nguy nan, thì nhà Trần dùng cái kế là bỏ trống thành, tức là rời bỏ thành Thăng Long với một cái phương châm là vườn không nhà trống, để rút ra ngoài và tổ chức hương binh các địa phương cùng với quân chủ lực của nhà Trần để tổ chức đánh du kích, đánh lẻ, đánh du kích và triệt đường lương của quân Nguyên Mông. Mùa hè năm 1285, nhà Trần thực hiện kế vườn không nhà trống tại kinh thành Thăng Long, khiến quân Nguyên Mông sau nhiều tháng tấn công không thành công. Mặt khác, quân lính bị tổn thất nặng nề, thiếu lương thực, ốm đau bệnh tật. Quân Nguyên buộc phải chuyển từ tiến công sang phòng ngự. Thoát Hoan từ bỏ thiên trường rút về Thăng Long và đóng quân ở một số địa điểm dọc theo sông Hồng, trong đó chủ yếu là Ba Đồn, Tây Kết, Hàm Tử và Trương Dương. Cuối tháng 5 năm 1285, Trần Quốc Tuấn ra lệnh phản công, đạo quân của Trần Quang Khải
ngược dòng sông Hồng tiến công đồn quân Nguyên ở Tây Kết và Hàm Tử. Trong đó, quân của các tướng Chiêu Thành Vương, Nguyễn Khoái và Trần Quốc Toản đánh đồn Tây Kết. Quân của Trần Nhật Duật tiến công đồn Hàm Tử. Trận đánh ở Hàm Tử diễn ra hết sức ác liệt. Khi đó, trong đạo quân của Trần Nhật Duật có gia tướng Triệu Trung và những người lính Tống tham gia trận đánh. Trần Nhật Duật đã dựa vào cái sông nước kéo quân từ ở phía nam ra và đánh giặc tập kích vào cái đồn Hàm Tử. Đấy, đồn Hàm Tử này sau đấy đã đánh cả Trương Dương. Thì chính ra những cái cuộc tập kích lớn như vậy ấy, là đánh tan cái đạo quân của giặc đã đóng ở cái vùng này. Chính cái đòn sấm sét của Trần Nhật Duật ấy, thì đã làm cho là đạo quân của quân Nguyên đã tan vỡ. Nhà Trần quyết định tổ chức một trận đánh lớn, tức là sử dụng kể cả quân điện địa phương, kể cả quân chính quy của nhà Trần, tổ chức trận đánh ở Trương Dương và trận đánh Hàm Tử. Và có thể nói ấy, hai trận đánh này là hai trận đánh mang tính quyết định, gần như là đánh bại ý chí xâm lược của quân Nguyên Mông. Ngay sau trận Hàm Tử, Trần Quang Khải tiến đánh đồn Trương Dương. Bấy giờ các đồn Hàm Tử và Trương Dương của giặc tạo thành hai lá chắn bảo vệ phía nam Thăng Long. Cuộc phản công của quân nhà Trần diễn ra mãnh liệt và đồng thời đến quân Nguyên không thể ứng cứu nhau được. Các đồn trại của giặc bên sông Hồng nhanh chóng tan vỡ, bị tiêu diệt. Chiến thắng ở Hàm Tử và Trương Dương đã tạo điều kiện cho quân nhà Trần tiến tới đánh tan giặc ở Thăng Long, khiến đạo quân của chủ tướng Thoát Hoan phải bỏ thành Thăng Long, tháo chạy sang Gia Lâm, Như Nguyệt và Vạn Kiếp, rồi bị đánh tan ở biên giới phía Bắc. Thoát Hoan sợ hãi phải chui vào ống đồng cho quân lính khiêng mới thoát thân. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai năm 1285 kết thúc thắng lợi, quét sạch 50 vạn quân ra khỏi bờ cõi, giải phóng hoàn toàn Đại Việt. Có thể coi đấy là một cái trận quyết chiến chiến lược của một cái giai đoạn. Đấy. Vì Hàm Tử là lúc ấy rất là quan trọng, lúc đấy là quân Nguyên nó chặn đánh quân ta và mong muốn rằng là có một sự kết nối giữa Thoát Hoan và Toa Đô. Đây là một cái địa danh rất quan trọng đối với Hưng Yên, bởi vì bây giờ Hàm Tử ở Hưng Yên thì địa bàn huyện Khói Châu có một cái xã là xã Hàm Tử, có đền thờ Hàm Tử và rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh cái địa danh Hàm Tử này. Và theo tôi ấy, thì hướng tới trong tương lai thì tỉnh Hưng Yên cũng như là giới nghiên cứu trong cả nước cần tiếp tục nghiên cứu hơn nữa về cái địa bàn Hàm Tử, cái không gian lịch sử của Hàm Tử, nơi mà đã diễn ra cái trận đánh năm 1285. Những cái địa danh như là Hàm Tử, như là Trương Dương, như là Tây Kết thì có thể nói là của Hưng Yên ấy, là có thể nói là rạng ngời trong cái những cái trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta. Trong các bộ chính sử của Việt Nam còn lưu lại đến ngày nay như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí của Phan Huy Chú, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thị Sĩ đều dành nhiều trang để ghi chép và miêu tả chi tiết về chiến thắng Hàm Tử của quân dân nhà Trần trước giặc Nguyên Mông hùng mạnh bậc nhất thời bấy giờ. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2 diễn ra vào năm 1285 có ghi chép mùa hạ tháng 4, vua sai Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu, Quốc Toản, tướng quân Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh giặc ở bến Tây Kết. Quan quân giao chiến với quân Nguyên ở Hàm Tử Quan. Các quân đều có mặt, riêng quân của Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật có cả người Tống mặc quần áo Tống, cầm cung tên chiến đấu. Thượng Hoàng sợ các quân có thể không phân biệt được, sai người dụ rằng đó là quân Tháp của Triệu Văn Vương đấy, phải nhận kỹ chúng. Chiến thắng Hàm Tử cùng với chiến thắng Tây Kết là hai trong 10 trận đánh nổi tiếng, có vị trí, vai trò và có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của quân và dân nhà Trần trong thế kỷ thứ 13. Và chiến thắng Hàm Tử cũng được ghi chép và cũng được khẳng định ở trong cái cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh của nhà Hồ và cũng của nhà Hậu Trần diễn ra vào những năm 1407-409. Sau chiến thắng vang dội ở Hàm Tử,
Thượng tướng quân Trần Quang Khải đã sáng tác bài thơ Tụng Giá Hoàn Kinh Sư, trong đó có câu Đoạt sóc Trương Dương độ, cầm hồ hàm tử quan, tức bến Trương Dương cướp giáo giặc, cửa hàm tử bắt quân thù, để nói lên niềm tự hào của quân dân nhà Trần với chiến công oanh liệt trên. Bài thơ nó là cái khúc ca chiến thắng đưa nhà vua về kinh, nhưng cũng là cái sự báo công và thông báo với dân chúng, với binh sĩ, với quốc gia dân tộc về cái chiến thắng. Cái câu thơ mà nói rằng là Trương Dương cướp giáo giặc, hàm tử bắt quân thù, nó nhấn mạnh hai cái địa danh đấy, thì chúng ta thấy là cái thiên nhiên, địa lý, địa chí của các vùng miền, thì ở đây cái thiên nhiên này, cái địa danh này nó được nâng lên thành cái thiên nhiên quốc gia dân tộc. Cái thiên nhiên mang cái màu sắc quốc huy, cái địa danh mang cái màu sắc quốc huy, cũng như là cái địa danh của vùng quê Hưng Yên. Trương Dương, hàm tử, nó tạo nên một cái đăng đối, nó tạo nên cái tiếng vang, cái sức vang của câu thơ Thái Bình tu chí lực, vạn cổ thử giang san. Thế thì Thái Bình có thể nói đặt lên trước cái câu thơ. Cái đất nước nào cũng coi trọng cái nền Thái Bình, nó vừa là cơ sở, vừa là đích đến. Qua cái cuộc kháng chiến chống quân Nguyên rồi thì Thái Bình tu chí lực, dồn sức, dồn cái sự nỗ lực vì cái sự thanh bình, vì cái đất nước an lạc hòa bình. Trong Áng Thiên của Hùng Văn, Bình Ngô Đại Cáo, của nhà chính trị, nhà văn, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi cũng đã viết: cửa hàm tử bắt sống Qua Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Sau này, địa danh hàm tử và chiến thắng hàm tử là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nhà văn, nhà thơ đương thời, sáng tác nên những tác phẩm văn học để đời như bài thơ Hàm Tử Quan của danh sĩ Nguyễn Mộng Quân thời Lê Sơ, bài Quá Hàm Tử Quan của Thái học sinh Trần Lâu thời Hồ, bài thơ Hàm Tử Độ của Hoàng Giáp Bùi Dương Lịch ở thế kỷ 19. Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, một danh sĩ thời Nguyễn quê ở thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, cũng có bài thơ Hàm Tử Quan Hoài Cổ, ca ngợi chiến công của Thượng tướng Trần Quang Khải trong trận Hàm Tử khi xưa. Bãi dài sông bỗng cắt ngang, cửa quan hàm tử loênh loang bóng chiều, khói mờ cây rậm bờ siêu, lầu hoang thu lạnh mây theo gió về, khóa then nhờ đất hiểm kia, non sông muôn thuở khuôn nhà tiếng chiến công, ngang ngọn giáo khúc ca hùng, hiên ngang nhớ thuở vẫy vùng tướng xưa. Đấy là một những cái ý thơ vô cùng đẹp ở trong cái nền thi ca của Việt Nam, và đặc biệt là những cái tình cảm của ông, những cái khát vọng của ông, những cái thể hiện cái sự ngưỡng mộ của ông về cái bến hàm tử. Cái địa danh mang nhiều dấu ấn lịch sử và cũng là niềm tự hào của dân tộc, là nơi biết bao các thi sĩ đã gửi gắm tấm lòng của mình vào trong đó. Hàm tử thì không chỉ là một cảnh đẹp đi vào thơ văn của tác giả, mà nó còn là một biểu tượng của lòng tự hào dân tộc khi lưu dấu những cuộc chiến cũng như hình ảnh hào hùng của dân tộc. Nó còn là niềm động viên, khích lệ và niềm tự hào khi thậm chí là kim chỉ nam cho con đường lựa chọn của nhiều kẻ sĩ trước vận mệnh của Tổ quốc. Ngày nay, địa điểm lịch sử cửa hàm tử bên dòng sông Hồng đỏ đặng phù sa vẫn còn đó như một chứng tích lịch sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Năm 2022, chính quyền và nhân dân xã Hàm Tử góp công, góp của tôn tạo lại ngôi miếu, dựng tượng tướng quân Trần Nhật Duật để ghi dấu chiến tích lẫy lừng tại cửa hàm tử ở thế kỷ 13, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và giữ nước của các thế hệ cha ông đi trước. Tại xã Hàm Tử còn có một di tích các quốc gia tọa lạc ở vùng đất ven sông Hồng, đó là đền Hàm Tử. Theo thần tích còn lưu lại tại đền Hàm Tử thì ngôi đền thờ tam vị thánh họ Trần Đồng Hóa gồm Trần Phúc, Trần Nghiêm, Trần Quang. Vào thế kỷ 11, ba anh em đã cùng dân Đinh ở Trang Hàm Tử giúp vua Lý đánh giặc Chiêm trên khúc sông này, rồi hóa sau lễ mừng chiến thắng. Sau đó, nhà vua đã lệnh cho người dân Hàm Tử lập đền thờ và ban sắc phong thần. Đến thời Trần, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Thượng tướng Trần Quang Khải trước khi ra trận đánh giặc Nguyên Mông đã đến ngôi đền thực hành nghi lễ,
cầu xin các thần phù hộ. Đền Hàm Tử được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 856 về việc phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền Hàm Tử với mục đích chống xuống cấp, bảo tồn ngôi đền có giá trị về mặt lịch sử này. Phát huy truyền thống của cha ông, xã Hàm Tử ngày nay đang từng ngày đổi mới và phát triển, song vẫn còn bảo lưu được những nét văn hóa truyền thống của vùng quê ven sông Hồng. Diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, nhất là sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tập trung, sản xuất những nông sản có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hình thành các vườn nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Từ cái giá trị truyền thống lịch sử thì cũng là cái thúc đẩy để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tuyên truyền, lãnh đạo tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện mạnh cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống kinh tế của nhân dân ngày một được cải thiện và tạo mọi cái điều kiện để cho là mọi cái thành phần kinh tế để có điều kiện thì đầu tư phát triển kinh tế tại Hàm Tử để nâng cao cái đời sống của nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc tại khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Chính vì vậy, trên cơ sở tiềm năng và lợi thế về du lịch của huyện Khoai Châu và vùng lân cận, cần có những giải pháp và việc làm cụ thể nhằm phát triển du lịch gắn với địa danh Hàm Tử. Nơi đây không những ghi dấu lịch sử mà còn là một vùng trồng nhãn Việt Gáp lớn nhất tỉnh Hưng Yên. Trong xã còn bảo lưu làn điệu hát chống quân đặc trưng của tỉnh Hưng Yên. Vì vậy, có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái trải nghiệm. Thời gian tới, cần có những tour du lịch sông Hồng kết nối với địa danh Hàm Tử từ bến Trương Dương, Hà Nội, xuôi dọc sông Hồng về làng Hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang, sau đó về đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoai Châu và đền Hàm Tử, miếu thờ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, cuối cùng dừng chân nghỉ ngơi ở vườn nhãn Việt Gáp, xã Hàm Tử, thưởng thức nhãn lồng và nghe hát chống quân Hưng Yên. Chúng tôi cũng mong muốn thì đây nó sẽ là một cái địa chỉ để chúng ta giáo dục truyền thống cho các cái thế hệ, không những là người dân Hưng Yên mà còn của người dân ở các cái địa phương khác trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái tại cái và tìm hiểu về cái lịch sử của cái khu vực bến Hàm Tử cũng như là cái di tích Hàm Tử. Và đồng thời đấy thì chúng tôi cũng sẽ kết nối cái di tích Hàm Tử với lại các cái di tích có cái giá trị tiêu biểu ở huyện Khoái Châu cũng như là các cái địa phương khác trên địa bàn tỉnh thành một cái tour tuyến du lịch. Thì thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ phải phối hợp với các cái cơ quan có cái chức năng và có cái các cơ quan khoa học nữa mà có những cái am hiểu sâu về cái giá trị của cái di tích này để xây dựng một cái phương án rất là căn cơ để chúng ta phát huy cái giá trị của cái khu di tích này. Chiến thắng Hàm Tử khi xưa luôn được các thế hệ người dân Hưng Yên trân trọng, ghi nhớ như một trang sử hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Từ đó phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn để xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, song vẫn bảo lưu được bản sắc văn hóa truyền thống của đất và người xứ Nhãn.